Hello, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Cái clip này mình sẽ cùng anh em đàm đạo nha, cũng như chém gió nha, nói trước là chém gió nha. Nói về cái hiệu ứng thời tiết sẽ được thêm vào những cái bản cập nhật sau. Chắc chắn là sẽ có hiệu ứng thời tiết nhưng mà nó cập nhật như thế nào thì chưa biết, để cập nhật xong rồi chúng ta mới biết được không các bạn. Chúng ta cứ tưởng tượng đi, chúng ta đang đi chơi như vậy đó các bạn, thì bất chợt thì có một cơn mưa ùa xuống các bạn, thì nó sẽ đưa chúng ta quay về thời mà ở chuồng tắm mưa các bạn. Lúc đó thì ta có thể nhong nhong ngoài đường mà tắm mưa thỏa thích chứ các bạn, không cần mưa ngoài đời luôn, mà mưa trong game chúng ta có thể tắm được luôn nha các bạn. Đối với những ông và những cặp tình nhân mà đang yêu nhau có một cơn mưa như vậy á, nó ùa xuống á, thì các ông có dịp và ga lăng với bạn gái của mình đây, một là lột đồ của mình ca che cho bạn gái các bạn. Có một điều các bạn, xe nó mất tiền quá trời luôn mà ta thấy toàn là xe mua chặn không bạn, lỡ trời mưa vẫn ướt như thường á. Còn một điều nữa các bạn, những bạn mà sống trong cái ngôi nhà mà cổ giấy các bạn, ngôi nhà trẻ, ngôi nhà phi á, nhà phát hành cho phi các bạn, khi chúng ta vào game á, lỡ mà sau này có trời mưa các bạn, thì từ một cái hộp giấy như vậy các bạn, sau một cơn mưa chắc còn thành nhúm giấy gì các bạn đó. Vì mưa mà, mưa nhà giấy hay đâu chịu nổi đâu, nó phải ướt thôi. Ví dụ như đang ngủ các bạn, ban đêm mình đang ngủ trong nhà mà sáng mở mắt ra thì nhà nơi người nơi đó, do gió thổi 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 bay hộp giấy các bạn. Những bạn nào đang sống ở nhà giấy thì chúng ta nên cải thiện bạn, để chúng ta nâng cấp lên ngôi nhà cao cao hơn đó, đặc biệt là các bạn phải nâng cấp lên ngôi nhà 21k đó là ok nhất ha, ngôi nhà nó kiên cố các bạn, biệt thự mà thì không thể nào mà nó thổi bay được đâu các bạn. Đi câu cá các bạn, đi câu cá ngoài hải đăng các bạn, mà câu thật là đông 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 luôn ha, hoặc là câu cá trên thuyền á mà đông lắm, trời mưa quá trời luôn, cái nước dâng lên cái ngập thuyền á chui lắm các bạn. Mà mình nghĩ chắc là không có được như vậy đâu, nó không có chân thật như vậy đâu, nếu mà chân thật như vậy nó sẽ nặng cái dung lượng các bạn cập nhật nó sẽ rất là lớn lớn, thì sinh ra nó sẽ lắc. Đối với cái điện thoại, những cái điện thoại tầm trung, những điện thoại yếu các bạn, chúng ta chơi cái tựa game này chúng ta đã lắc rồi. Và những cái hình ảnh mà các bạn đang xem á, demo thôi, những cái hình ảnh mà mình thiết kế ra thôi, để mình xem khi hiệu ứng thời tiết có thêm vào game nó có đẹp hay không thôi các bạn, chứ nó không có được như vậy đâu. Ví dụ các bạn đang đứng vậy thì có mưa vậy, mưa nó rơi 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 như vậy thôi, chứ không có gió bão như clip của mình đang đăng đâu các bạn. Rồi nội dung clip của mình đến đây là hết rồi ha, các bạn có cái ý kiến, có cái góp ý gì thì hãy để lại bình luận ở dưới cái video này cho mình biết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip sau. Bye bye.